Thưa quý vị và các bạn, bước vào năm học mới 2019-2020, huyện Thạch Thành có tổng số 34.900 học sinh với 912 phòng học và 96 trường. Tại trường tiểu học Thành Kim, những năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. 14 lần được Ủy ban dân tỉnh, 2 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đặc biệt, 2 năm học gần đây, nhà trường liên tục được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu bậc tiểu học. Với những thành tích đó, năm học 2017-2018, trường tiểu học Thành Kim đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Cũng trong năm học này, thực hiện quyết định số 5308 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường có nhiều cấp học hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. Huyện Thạch Thành đã thực hiện sáp nhập 9 trên 65 trường, đạt tỷ lệ 13%. Sau sáp nhập, bộ máy tổ chức các cơ sở giáo dục đã bớt cồng kềnh, khắc phục tình trạng thừa thiếu đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên hành chính, tận dụng cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy tinh gọn. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, sớm ổn định trường lớp, thời gian qua huyện Thạch Thành đã xây mới hơn 50 phòng học kiên cố và tuyển mới 212 giáo viên các bậc học, trong đó bậc mầm non là 140 giáo viên, bậc tiểu học là 72 giáo viên. Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, năng lực làm việc của cán bộ, giáo viên và học sinh. Đồng thời, đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện.